Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình web với PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Ở trong phần hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu cái kiến thức vòng lặp trong PHP. Thì đây có hai loại vòng lặp for và vòng lặp while. Thì trước khi đi vào những cái phần chi tiết của kiến thức trong lập trình thì chúng ta cùng đi vào một ví dụ thực tế. Ví dụ ở những vùng quê đất cát chẳng hạn thì người ta hay có trồng ngô đúng không? Trồng ngô thì sau khi trồng xong thì đến mùa thu hoạch ấy, thì người ta bán một bắp ngô là khoảng 5.000 gì đấy. Để ví dụ như 5.000. Và các nhà thương lái thì người ta sẽ đến nhà mình để mua ngô. Đấy. Và khi người ta đến nhà mình xong thì mình lại ra vườn. Đấy, ra vườn mình sẽ hái những cái bắp ngô vào để bán người ta. Được chưa nào? Và người ta quy định là cứ mỗi bắp ngô của nhà vườn nhà mình ấy thì được giá 5.000. Nên sau khi hái xong thì đưa vào vào sân. Thì đưa vào sân xong thì để biết được bao nhiêu tiền ấy thì chúng ta cần phải thực hiện công việc đếm đúng không? Chúng ta phải đếm mới biết được bao nhiêu bạp mới nhân lên được được tiền. Đấy. Thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu đếm. Đấy. Bắt đầu mình sẽ bóc từng cái bạp ngô ở trong cái giỏ chúng ta vừa hái ngoài vườn vào và cho vào cái tải của người đi mua ấy, của những cái nhà thương lái người ta đi mua ấy. Bóc qua, bỏ vào cái bao tải người ta. Và cứ mỗi lần bóc bỏ vào như thế chúng ta lại đếm và cộng lên 1. Đấy. Và cứ đếm như thế, đếm đến khi nào mà trong cái giỏ của chúng ta hết ngô, bắt đầu là chúng ta sẽ dừng lại và quy định đó là cái số lượng ngô mà chúng ta vừa hái được và để bán cho người ta. Ví dụ hiện tại ngay thời điểm đó thì chúng ta đã hái được 20 bắp ngô chẳng hạn, thì sau khi đếm xong thì chúng ta dừng lại ở con số 20, bắt đầu nhân lên. Đấy, 20 nhân với 5 bằng 100.000, và cái bà trả cho mình 100.000. Được chưa? Thì bắt đầu chúng ta cùng phân tích cái hành động vừa rồi. Thì cái hành động chúng ta bỏ tay vào trong cái giỏ, chúng ta cầm bắp ngô lên và bỏ vào trong cái tải của cái người đi mua ngô ấy, thì nó cứ lặp đi lặp lại đúng không? Đấy, lặp đi lặp lại. Quả thứ nhất, bắp thứ nhất xong rồi đến bắp thứ hai, và cứ như thế. Đấy, và đến lúc hết thì thôi. Đấy, thì cái hành động như thế, mỗi hành động thì người ta gọi là mỗi cái lần lặp, và cái hành động lặp đi lặp lại như thế thì người ta gọi là cái vòng lặp. Đấy nào. Và cái vòng lặp chúng ta vừa lặp đi lặp lại như thế thì chúng ta đâu có biết được là chúng ta lặp bao nhiêu lần đâu, mà chúng ta cứ đếm như thế, đếm khi nào hết thì thôi. Đấy, thì trong lập trình nó tương ứng với đó là câu lệnh while. While là trong khi. Đấy, trong khi chưa hết thì chúng ta vẫn cứ đếm thôi. Đấy nào. Rồi, còn đổi với thằng for này thì một ví dụ như sau. Ví dụ như hôm nay nhà tôi đang làm nhà chẳng hạn, thì tôi có rất nhiều công nhân đang làm việc. Thì tôi ra ngoài chợ, tôi mua khoảng 10 quả cam này. Đấy, 10 quả cam. Thì tôi về tôi nhờ em gái là nhờ em gọt 10 quả cam, bộ 10 quả cam này để cho anh em ăn uống giải khát tí. Được chưa? Thì khi tôi nói như thế thì đứa em gái thì sẽ hiểu được là cái công việc bổ cam của mình phải là bổ 10 trái, 10 quả cam. Và công việc nó cứ lặp đi, bổ một quả xong rồi mình lại bổ quả thứ hai, và cứ lặp đi lặp lại như thế, và lặp đúng 10 lần. Thì trước khi làm thì người bổ cam đấy, người ta đã biết được là số lần mà mình phải bổ là 10 rồi, đúng không nào? Thì đúng là cái công việc nó phải lặp đi lặp lại, nhưng mà nó đã hiểu được là cái việc mình lặp đi lặp lại đấy là đúng là 10 lần là xong, không có qua lần 11. Thế nào? Thì đấy là nó tương ứng với thằng for ở trong lập trình này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái khái niệm cụ thể và cái cách viết ở trong lập trình PHP để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Thì đối với vòng lặp for là cái vòng lặp được xử lý cái bài toán mà biết được số lần lặp. Được chưa nào? Trong lập trình chắc chắn là chúng ta phải xử lý những cái bài toán mà lặp đi lặp lại. Thì những cái bài toán nào mà biết được số lần lặp ấy, chúng ta áp dụng cái vòng lặp for. Ví dụ chúng ta muốn đếm in ra tất cả những cái số chia hết cho 3 từ 1 cho đến 1 triệu chẳng hạn, những số chia hết cho 3 từ 1 đến 1 triệu. Đấy, thì mình cứ chạy vòng lặp thôi. Và mình biết được cái đích điểm khởi đầu của mình là 1 và điểm kết thúc là 1 triệu rồi. Và mình cứ chạy trong đấy và mình in ra. Đấy là một cách thông thường. Đấy nha, một cái thuật toán thông thường để xử lý. Thì đây là cái cấu trúc for. For thì nó phải, khi mà đếm thì mình phải bắt đầu
từ đâu đúng không? Mình đều từ 1 hoặc là từ một số bao nhiêu ở đấy thì nó phải phụ thuộc vào cả yêu cầu bài toán. Đấy, ví dụ for giá trị bắt đầu của biến đếm này, biểu thức điều kiện cập nhật biến đếm và đây là đoạn cột cần thực hiện. Đoạn cột cần thực hiện. Thì trong này là gì? Giá trị bắt đầu biến đếm là giá trị được khởi động của cái vòng lặp. Biểu thức điều kiện là biểu là cái điều kiện để thực hiện vòng lặp. Nha. Điều kiện để con thực hiện vòng lặp. Còn cập nhật biến đếm là thay đổi cái biến đếm sau mỗi vòng lặp. Thì cái vòng lặp của chúng ta bình thường thì chúng ta cứ đếm mà chúng ta biết là nó sẽ còn lên và đếm một lúc đấy thì chúng ta dừng. Nhưng về lập trình thì nó không biết mà nó phải thông qua những phép toán cả. Yeah. Đây là điểm bắt đầu này. Còn biểu thức điều kiện này nó phải là một cái phép toán so sánh. Đấy. Và so sánh xong, thực hiện xong thì cái biến đếm nó phải tăng lên đấy hoặc là giảm xuống như nào đấy để đạt một cái giới hạn để cái vòng lặp nó có cái điểm dừng. Đây, mình cùng qua bên này. Đây, các bạn thực hiện vòng lặp for. À, đầu tiên là khởi tạo biến đếm. Yeah. Bước 2 là kiểm tra điều kiện. Khởi tạo biến đếm xong nó kiểm tra điều kiện này. Kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện là thỏa mãn thì nó sẽ nhảy qua bước 3. Đấy, bước 3 là thực hiện đoạn mã như này. Yeah. Và là khi thực hiện bước 3 xong nó sẽ chuyển sang bước 4 là tăng giá trị biến đếm. Để cái này có thể là tăng hoặc giảm nhé, thay đổi giá trị biến đếm. Tăng hoặc giảm, vì vòng lặp có thể là vòng lặp tăng và có thể là vòng lặp nó sẽ giảm, chạy từ cao xuống thấp hoặc là từ nhỏ lên cao. Và bước 5 là quay lại bước 2. Khi mà nó sẽ nhảy tăng lên rồi thì nó sẽ quay vào đây, nó sẽ kiểm tra lại. Đấy, kiểm tra lại. Nếu như đúng thì nó lại đi về bước 3 để chạy tiếp, thực hiện đoạn mã và cứ như thế. Còn nếu như sai thì nó sẽ dừng. Và chắc chắn một vòng lặp ấy thì mình phải xác định cho nó một cái điểm dừng. Đấy nhá. Nó phải dừng chứ không nó cứ chạy mãi mãi như thế là không được. Và để hiểu rõ về cái vòng lặp for này, chúng ta cũng đi vào một số cái ví dụ sau đây. Ví dụ đầu tiên là in ra tất cả các số từ 1 đến 1000. Đấy, muốn in tất cả các số từ 1 đến 1000 ấy thì chúng ta phải thực hiện cái việc đến thăm các số đấy đúng 1000 lần đúng không nào? Và thăm đúng 1000 lần và bắt đầu bằng cái số đầu tiên là số 1 và kết thúc là số 1000. Ok. Đấy, bắt đầu từ 1 kết thúc 1000. Đấy, thì thông qua cái ví dụ này chúng ta phải xác định cái điểm bắt đầu của chúng ta. Đây là điểm kết thúc, đây là cái điều kiện này để kết thúc. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta cần phải gán một cái biến y bằng 1 để thể hiện đấy là cái thằng đầu tiên khởi động y bằng 1. Đấy. Y bằng 1 xong một cái mình sẽ đi quay về, mình sẽ đi kiểm tra cái đô la y này bé hơn bằng 1000 ấy. Khi nào mà đô la y đang còn bé hơn 1000 thì mình còn làm việc, mình còn thực hiện cái việc in ra. Sau khi in xong thì nó nhảy đến đây. Đấy, nhảy đến đây nó sẽ tăng y lên. Tăng y lên xong cái thì nó sẽ quay lại. Đây nó kiểm tra điều kiện. Chưa? Điều kiện nếu mà con bé hơn 1000 thì nó in tiếp. Còn ngược lại mà nếu không bé hơn 1000, lớn hơn 1000 cái thì nó thoát khỏi vòng lặp này. Và nó thực hiện những cái đoạn chương trình tiếp theo sau vòng lặp. Đấy. Hoặc là bài toán dưới này, tính tổng các số từ 5 đến 2000. Đây một tính tổng thì đầu tiên chúng ta phải khởi tạo cái tổng trước. Khi chưa làm việc gì cả thì cái tổng nó bằng không là chắc chắn rồi. Vì lập trình thì nó là phải thể hiện trên các biến và các con số, chứ nó không thể tự nhầm như mình được, nó không tự hiểu được là chưa tính thì tổng bằng không. Nhưng mà cái này là mình phải cho nó biết được là cái tổng này dùng để lưu cái tổng. Đấy. Và cái tổng này chưa tính gì thì nó đang bằng không. Đơn giản như thế. Và cái điểm khởi đầu nó là y bằng 5 này. Và cái điều kiện để đang còn thực hiện cái việc tính tổng này là y bạn bằng 1000 hay bằng 2000. Được chưa? Bắt đầu mình chạy nhá. Bước đầu tiên y bằng 5. Chạy qua đây. Kiểm tra điều kiện 5 bé hơn 5000, đúng, đúng về chạy cái đoạn dưới này. Đấy, đúng thì tổng còn bằng y thì tổng lúc này sẽ còn bằng 0 còn 15 là bằng 5. Đấy. Và sau đấy nó sẽ dòng sẽ tăng lên. Tăng lên. Y từ 5 còn lên 1 bằng 6. 6 so sánh với 2000 còn bé hơn, đúng. Chạy qua đây, tổng bằng 5 còn với 6 bằng 11. Và cứ như thế nó cứ chạy đến khi nào mà cái y này vừa lớn hơn 2000 một cái thì nó thoát ra và in cái tổng đấy cho chúng ta. Đấy. Được chưa? Và dưới đây là một số cái bài tập. Đấy, bài tập này thì chắc chắn là các bạn học về ở trong cái khóa của chúng tôi thì các bạn cần phải làm những bài tập này một cách nhanh gọn nhất, không có gì khó khăn cả. Khoảng 15 20 phút là họ làm xong hết tất cả các bài tập này rồi. Rất đơn giản. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào thực hành cái đoạn này đi. Để
thực hành cái phần vòng lặp của chúng ta thì tôi đã tạo một file ở log ở ở trong PPMagic này. Tôi phân hai loại là vòng lặp for và vòng lặp while. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện cái bài ví dụ thứ nhất là in tất cả các số từ 1 đến 1000. Đấy, 1 đến 1000. Thì ở đây chúng ta cùng xác định một cái đơn giản thôi. Y là biến đếm nhá. Biến đếm. Y là biến đếm. Và y khởi đảo bằng mấy? Khởi động là y bằng 1, được chưa? Ok. Và điều kiện. Điều kiện dừng. Điều kiện dừng là đô la y bé hơn bằng 1000. Đấy, những bài đơn giản nhưng bạn phải nắm bản chất trước, nắm bản chất rồi tự làm việc rất đơn giản thôi. Đây, điều kiện dừng. Và cái việc tăng cái biển lên sau mỗi vòng lặp là sẽ y cộng cộng đúng không? Y cộng cộng lên để tăng. Rồi, đấy là một số cái phân tích ban đầu. Giờ chúng ta phải đâu ép vào cái cấu trúc của chúng ta để for này. Đấy, for. Thì bắt đầu khởi động. Y bằng 1. Ok. Điều kiện y bé hơn bằng 1000. Chấm phẩy. Tiếp theo nữa là y gì? Y cộng cộng. Mà thực hiện cái đoạn gì đây? Để thực hiện cái đoạn là echo đô la y. Ok chưa? Và sau này mình thêm một cái br vào đây nữa cho nó xuống dòng. Đấy, đây là hoàn thành rồi, hoàn thành cái cấu lệnh của chúng ta. Chúng ta cùng chạy cái bài toán này. Vào phần log. Đấy. Rất là nhanh đúng không? Chưa tới 1 giây nó đã in ra tất cả các số từ 1 đến 1000 rồi. Ok chưa? Bây giờ các số từ 1 đến 1000. Đấy. Bài toán tiếp theo. Comment đây thì một đến 1000. Từ 1 đến bán bằng 1000 nhá. Tiếp đây. Tính tổng các số từ 5 đến 2000. Đấy. Ở đây chúng ta cũng thực hiện một số cái phân tích. Đây, y khởi động bằng mấy? Khởi động bằng 5. Điều kiện là gì? Điều kiện y bé hơn bằng 2000 thì vẫn còn làm đúng không? Vẫn còn lặp. Tiếp theo thì tăng biến đếm đô la y cộng cộng sau mỗi lần nó cứ cộng lên 1. Rồi, điều khiển tính tổng thì chúng ta phải có một biến để lưu lại giá trị của tổng total bằng 0. Và for chạy khởi động y bằng 5. Điều kiện là y còn bé hơn hoặc bằng 2000 thì chúng ta vẫn còn tính. Và sau mỗi vòng là gì? Y sẽ cộng cộng lên 1. Và đây chúng ta phải thực hiện cái bài toán là total sẽ bằng total cũ cộng với đô la y, đúng không nào? Đấy. Để viết ngắn gọn hơn thì chúng ta xóa cái thằng này đi. Cộng bằng y. Rồi. Và sau khi thực hiện xong vòng lặp này thì chúng ta sẽ cho ra kết quả. Echo total. Đấy. Rồi, comment lại chúng ta cùng chạy nhé. Đấy, năm 2000 sao chưa tới giấy nó ra kết quả rồi. Đơn giản hơn là chúng ta cho một cái số nhỏ nhỏ thôi để ta kiểm chứng. Ví dụ 6. Xem thử là 5 có phải là 5 cộng với 6 không? Là bằng 11 không? Đấy, bằng 11 đúng không? Đấy, còn đây bao nhiêu số chẳng được?
Rồi, thì đây là một cái ví dụ tiếp theo về cái vòng lặp for. Và với ví dụ này thì các bạn cần phải nhớ, nếu như những bài toán mà chúng ta có cái việc xử lý đối với những thông tin trong vòng lặp này, thì đầu tiên chúng ta phải khởi tạo cái giá trị trước. Đấy, khởi tạo giá trị trước. Đây chúng ta muốn tính tổng thì chúng ta phải khởi tạo ở thu tôi bằng 0. Hoặc là chúng ta muốn tính tích, liên quan đến tích thì chúng ta phải có một cái biến và lưu tích là bằng 1. Đấy, vì khởi tạo tổng cái gì cộng với 0 nó cũng bằng 0, bằng chín số đó có hết. Hoặc là nếu bằng 1 thì cứ nhân với cái số gì là nó cũng bằng chín số đấy. Nên khi khởi tạo thì nếu là tổng thì mình phải cho nó bằng 0, hoặc nếu là tích. Đây. Nếu tích thì gán bằng 1 nhá. Đấy, phải nhớ thế. Thấy chưa? Và trong quá trình thực hiện thì đây là thực hiện cái phép toán rút gọn thôi, không có gì cả. Và đây là cái việc in ra. In ra ở đây không phải là in phía trong đâu. In phía trong nó cứ mỗi lần lặp nó phải in. Và đây in bên ngoài là khi nào nó tính xong cái vòng lặp là mà nó mới xuất ra bên ngoài cho chúng ta. Đây chúng ta phải để nhớ. Rồi. Và sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu tiếp về cái vòng lặp while. Thì vòng lặp while là cái cấu trúc được xử lý trong các bài toán một cái số lượng vòng lặp nó không được đến trước. Đấy, thì công việc lặp của chúng ta thì cứ lặp thôi, lặp đến khi nào mà nó không còn thỏa mãn cái điều kiện lặp ấy thôi, nó sẽ dừng lại. Và đây là cú pháp while, biểu thức điều kiện và khối lệnh thực thi. Thì trong đó biểu thức điều kiện là chỉ là cái điều kiện dừng của vòng lặp, còn khối lệnh thực thi là cái đoạn chương trình mà thực thi khi biểu thức điều kiện đúng thì cách hoạt động như thế này. Trong khi biểu thức điều kiện nó còn đúng này thì nó cứ thực hiện thôi. Đấy. Cứ thực hiện để khi nào mà biểu thức điều kiện này nó sai thôi. Vì thế nên khi thực hiện ấy thì nó sẽ có sự thay đổi cái giá trị trong biểu thức điều kiện này mà được thay đổi trong cái khối lệnh thực thi. Đấy, để nó sẽ đạt đến cái điều kiện dừng. Nào, để hiểu hơn thì chúng ta cùng đi vào cái phần thực hành. Ở đây tôi có một cái ví dụ là tính tổng các số từ 1 đến 5. Ví dụ trước kia thì mình đã biết từ 1 đến 5 thì chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for rồi. Nhưng khi chúng ta học phép tính sử dụng cái cấu trúc while này, chúng ta cũng hoàn toàn có thể là biến đổi qua vòng lặp while được. Thì để làm việc với vòng lặp while thì đầu tiên chúng ta phải có một biến khởi động xuất phát là y bằng 1 và tổng cũng bằng 0, tương tự biến for đúng không? Biến for của thằng xuất phát của thằng tổng. Đây. Còn trong khi y bén 5, để y bén 5 thì tổng sẽ cộng bằng y, đúng không? Cứ tổng vào. Và sau mỗi cái lần cộng xong ấy thì y nó sẽ cộng lên 1. Đấy, thì nhìn thấy cũng có sự tương đồng giữa while và for đúng không? Đây, while có bắt đầu này, for cũng có bắt đầu bằng 1. Và điều kiện như này, và sau mỗi vòng nó cũng tăng như này. While nó cũng thế, nhưng cách viết nó khác nhau thôi. Đấy, bản chất nó cũng khác nhau. Cách viết nó cũng khác nhau và thực hiện cùng một yêu cầu bài toán. Đấy, nó cứ chạy như thế, chạy đến lúc nào mà y mà vừa lớn hơn bằng 5 thì thôi, nó dừng lại. Để đi đến cái thằng y bằng 5 mà nó dừng lại rồi. Đấy, và nó in ra tổng. Và giờ đây là có một số cái bài tập mà các bạn cần phải làm. Là tính tổng các chuỗi. Đấy, các chuỗi và có số hạng tổng quát là N trên N cộng 1. Đấy, hoặc là việc chương trình tính tổng y đạo các số chẵn. Đấy, và cái điều kiện dừng khi nào mà 1 trên K này này, cái hệ số 1 trên K này, nó còn lớn hơn 0,001. Bắt đầu nhá, lúc đầu là nó 0,5 này, đến 0,25 này, rồi đến 1,6, nó càng ngày càng nhỏ. Và cái vòng lặp này nó nhỏ đến khi mà cái giá trị tổng quát này lớn hơn, nó vừa lớn hơn 0,001 ấy thì nó cứ chạy, còn khi mà bằng phát là nó dừng luôn. Đây. Nhỏ hơn hoặc bằng thì nó sẽ dừng. Nha, đây là bài toán cũng đã khá hay và bạn cần phải làm. Thì chúng ta cùng đi vào phần lập trình để chúng ta sẽ lập trình là cái bài toán này. Rồi, vòng lặp while. Với bài toán ở đây là gì? Một đến năm. Đầu tiên thì biến khởi tạo là chúng ta bằng y bằng 1. Rồi. Tổng bằng 0. Đúng rồi, vì tính tổng thì lúc đầu khởi tạo cũng là bằng 0. While trong khi cái gì? Đấy, trong khi mà y còn bé hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta làm công việc gì? Chúng ta cũng làm việc tổng sẽ cộng bằng, cứ mỗi lần ấy lập thì nó sẽ cộng với cái y vào, cộng bằng đô la y. Đấy, và sau khi cộng xong thì y phải tăng lên 1, chứ không cộng như thế nó cứ chảy mãi
Đúng, nếu chúng ta không có cái thằng y tăng lên một thế này này thì y lúc đầu ấy bằng một thì nó cứ bé hơn năm mày và cứ cộng cộng như thế mà nó chẳng bao giờ dừng cả. Nên chúng ta phải xác định là sau mỗi vòng chúng ta tăng lên và cộng vào, tăng lên cộng vào, cộng đến lúc nào mà nó vượt lên năm này thôi. Được chưa? Lúc đấy chúng ta dừng, và dừng xong rồi chúng ta làm việc gì? Để xuất kết quả thôi. Rồi. Chúng ta cùng chạy. Cái đoạn này tôi sẽ comment lại nhé. Đây 15. Rồi. Ví dụ ở đây là cho 3 đây. Thì giờ bằng là gì? 1 cộng 2 cộng 3 đúng không? 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 3 là 6. Đấy, 6 kết quả. Cái ví dụ đó là tổng quát của cái vòng lặp while thôi. Đấy, còn khi mà chúng ta phải phân biệt được là chúng ta những cái bài toán mà có số lần lặp đi trước ấy, chúng ta phải sử dụng for cho nó đơn giản. Còn while này thì khi nào mà chúng ta thực hiện bài toán ở đấy mà chúng ta không biết cái số lần đi trước thì chúng ta sử dụng while. Rồi, đây là tất cả những cái nội dung mà tôi muốn bạn nắm được trong cái phần kiến thức về vòng lặp này. Và hẹn các bạn ở cái nội dung tiếp theo của khóa học.